Mình tên là Thu, gia đình mình có 4 người. Bố mình tên là Xuân, mẹ mình tên là Hạ, em trai mình tên là Đông. Nhà mình còn có một chú chó, nó tên là Cún. An về nhà, An chào ông. Cháu chào ông ạ. An gặp bà, An chào bà. Cháu chào bà ạ. An chào bố, con chào bố ạ. An chào mẹ, con chào mẹ ạ. An gặp chị, An chào chị. Em chào chị ạ. Xin chào các bạn, tôi tên là Hoàng. Tôi là giám đốc ngân hàng. Tôi làm ở ngân hàng BIDV. Còn đây là cô Liên, bạn tôi. Cô ấy không phải là giám đốc. Cô Liên là bác sĩ. Cô ấy làm việc ở bệnh viện. Bố em tên là Trung. Bố em là giám đốc ngân hàng. Bố làm ở ngân hàng BIDV. Bố em thường đi làm từ sớm đến tối muộn. Bố thường kể chuyện cho em nghe. Em rất thương bố em. Bố em cũng rất thương em. Xin chào các bạn. Tôi tên là Thanh. Tôi là sinh viên. Năm nay tôi 19 tuổi. Tôi là người Mỹ gốc Việt. Tôi sang Mỹ năm tôi 7 tuổi. Bây giờ tôi đang học tiếng Việt ở Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Hà Nội ngày 24 tháng 3 năm 2021. Bố mẹ kính yêu, hôm nay con đã thuê được căn hộ rồi ạ. Căn hộ của con có 4 phòng: phòng khách và phòng ngủ, phòng bếp và phòng vệ sinh. Phòng khách không to nhưng rất đẹp. Phòng ngủ có điều hòa nhiệt độ. Phòng bếp có bếp ga. Con sẽ tự nấu ăn. Cô chủ nhà rất tốt. Cô ấy có 2 con. Con cô ấy đang học ở Nga ạ. Thôi con dừng bút đây. Con rất nhớ bố mẹ. Con gái Linda. Bây giờ là 8 giờ. An đang ở công ty, mẹ An đang đi chợ, bố An đang ở nhà. An đã ăn sáng lúc 7 giờ 50. Lúc 9 giờ, An sẽ có cuộc họp. An sẽ ăn trưa lúc 12 giờ. An sẽ về nhà lúc 5 giờ chiều. Buổi tối, cả nhà An sẽ xem phim rồi đi ngủ. Ở Việt Nam, một năm có 4 mùa: mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông. Mùa xuân, trời thường ấm, đôi khi hơi lạnh. Mùa hạ, trời nóng. Mùa thu, trời mát mẻ. Mùa đông, trời lạnh. Mùa xuân và mùa thu thường có nhiều lễ hội. Một năm có 12 tháng: tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10. Tháng 12 có 31 ngày, tháng 2 có 28 hoặc 29 ngày, các tháng còn lại có 30 ngày. Hà Nội ngày 28 tháng 3 năm 2020. Bố mẹ kính yêu, bố mẹ ơi, hôm nay con đã gặp cô giáo tiếng Việt của con rồi bố mẹ ạ. Cô giáo con tên là Thu, cô là người Hà Nội. Cô rất trẻ, chỉ khoảng 25 tuổi ạ. Lớp con có 20 sinh viên. Các bạn ấy đến từ các nước Nga, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc. Ngày mai chúng con sẽ đi thăm bảo tàng lịch sử. Con nhớ bố mẹ nhiều. Con gái Linda. Hàng ngày An thường ngủ dậy lúc 5 rưỡi, từ 5 giờ 30 đến 6 giờ 30. An chạy vòng quanh Hồ Gươm và tập thể dục. Sau đó, An về nhà tắm rửa và ăn sáng. 7 giờ 30, An rời nhà để đến công ty. Công ty An bắt đầu làm việc lúc 8 giờ. Ở công ty An rất bận,
Là giám đốc nên An phải giải quyết rất nhiều công việc. An thường nghỉ trưa lúc 12 giờ, buổi chiều công ty An làm việc lúc 1 giờ. 5 giờ chiều, An về nhà và chơi thể thao, tắm rửa và ăn tối. Buổi tối, anh thường xem tivi hoặc đọc báo. Hôm nay là thứ Tư, ngày 22 tháng 8 năm 2018. Misa sẽ đến Việt Nam vào trưa mai. Theo lịch trình du lịch, anh ấy nghỉ ở Hà Nội 3 ngày. Misa sẽ đi thăm bảo tàng lịch sử, nhà hát lớn và Hồ Hoàn Kiếm. Tối Chủ nhật, ngày 26 tháng 8, anh ấy sẽ đi tàu vào Huế. Sau đó, Misa bay đến Đà Lạt và thăm nhiều địa điểm du lịch khác. Misa trở về Nga ngày 30 tháng 8. Hôm nay là một ngày xuân đẹp trời. Bầu trời trong xanh, không gợn chút mây. Những đàn én ríu rít bay về để đón mùa xuân ấm áp. Nhìn từ xa, những chị mây trông như những con thú kỳ lạ. Cây cối trong vườn đã bắt đầu nhú những mầm non. Tiếng chim kêu ríu rít, ngày xuân thật đẹp biết bao. Gia đình Hoa có 5 người. Bố Hoa năm nay 60 tuổi, nhưng ông vẫn khỏe và vẫn đi làm. Ông là bác sĩ ở bệnh viện. Mẹ Hoa năm nay cũng 60 tuổi, bà đã nghỉ hưu ở nhà. Chị gái Hoa đã có chồng nhưng chưa có con. Chồng chị ấy là giám đốc ngân hàng. Anh chị ấy sống cùng với nhà Hoa. Hoa là sinh viên đại học y. Hoa muốn trở thành bác sĩ như bố. Nhà hàng Việt Nam có ở nhiều nơi trên thế giới. Nhà hàng Việt Nam có ở Nga, Pháp, Đức, Mỹ. Những món ăn Việt Nam có hương vị rất đặc biệt. Món ăn Việt Nam thường có nhiều rau quả, nhiều gia vị và ít chất béo. Các loại bánh đều làm từ gạo. Trong nhà hàng có nhiều đồ dùng xinh xắn. Trên bàn có bát đĩa, đũa, lọ nước mắm. Có những đồ dùng bằng tre. Đồ ăn Việt Nam rất ngon và bổ dưỡng. Vừa qua, trường Hoa có phát động phong trào ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung. Mỗi bạn học sinh có thể ủng hộ quần áo, đồ ăn, sách vở hoặc tiền mặt. Hoa đã xin mẹ một số quần áo không mặc đến nhưng vẫn còn mới, cùng với một số tiền nhỏ là 20.000 đồng để đem đến ủng hộ. Hoa cảm thấy rất vui vì đã giúp đỡ được những người có hoàn cảnh khó khăn. Bà ngoại của em năm nay đã 77 tuổi. Dáng người của bà mảnh khảnh, khuôn mặt tròn trịa, trông rất phúc hậu. Đôi mắt đã hằn những nếp nhăn. Mái tóc dài bạc trắng được bà em vấn gọn gàng sau gáy. Đôi môi lúc nào cũng đỏ tươi vì nhai trầu. Hàm răng đen, mỗi khi mỉm cười trông rất hiền từ. Bà rất yêu thương con cháu của mình. Em cũng rất yêu quý bà. Cô Linda là người Nga. Hè này cô đi du lịch ở Việt Nam. Cô đến Hà Nội bằng máy bay, sau đó cô đi về khách sạn bằng ô tô. Buổi tối, cô đi quanh Hồ Gươm bằng xe xích lô. Hồ Gươm vào buổi tối thật đẹp. Hôm sau, cô đi đến Đại học Quốc gia Hà Nội bằng xe buýt. Ở đây, cô gặp rất nhiều bạn sinh viên. Cô chụp rất nhiều ảnh làm kỷ niệm. Cô Nguyễn Thị Hồng là một kỹ sư nông nghiệp. Nhà cô cách nhà em không xa lắm, chỉ độ vài chục mét. Hàng ngày, cô đến sở nông nghiệp để làm việc. Cô chuyên nghiên cứu giống cây trồng và vật nuôi, nghiên cứu cách trồng trọt và chăn nuôi để đạt năng suất cao.
Cô rất tận tụy với công việc của mình. Tuy là một kỹ sư, nhưng cô rất giản dị, gần gũi với người lao động để trao đổi kinh nghiệm sản xuất. Nhờ vậy, cô luôn được mọi người quý mến. Em rất biết ơn cô. Em nguyện ra sức học tập để sau này trở thành con người có ích như cô. Okay, you've done very well. If you want to download the textbooks, get the link in the description. Or if you want to make donation from me, so get the information in the description. Thank you for watching.